Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm bánh mì dinh dưỡng ăn nha các bạn. Đây là bí đỏ nè, mè nhân phô mai. Mình gọi là bánh mì dinh dưỡng. Mình không có bỏ đường và bỏ muối nhiều nha các bạn. Đặc biệt là không có bỏ bơ, chỉ có một muỗng dầu mè mà thôi. Thì cái bánh này mình ăn là cho người tiểu đường, tim mạch, huyết áp, ăn rất là tốt. Ăn khỏi ăn cơm luôn. Xin mời các bạn cùng đồng hành với mình nha. Xin chào. Thành phần nguyên liệu gồm có 100g bột mì, 5g đường và 2g muối, 50g phô mai nè các bạn. Và không thể thiếu bí đỏ nha. Bí đỏ, rau mùi, hành và men. Rồi dầu ăn. Bây giờ mình xắt bí đỏ ra, mình đem mình hấp. Bí mình cũng đã hấp cho nó chín rồi nè các bạn, 200g nha. Bây giờ mình nhồi với là bột mì. Nó còn ấm ấm á, bỏ men vô luôn. Đây là muối nè các bạn, một ít đường. Mình làm 3g đường, 2g muối thôi. Tại vì nhà mình có người tiểu đường, không ăn đường nhiều đâu. Mình không tiểu đường cũng đừng nên ăn đường nhiều nha các bạn. Rồi bỏ bột mì vô. Bột mì là 150g nè. Vừa làm vừa bỏ men vô luôn. Thì mình làm 3g men thôi nha các bạn. Mình làm có nửa bịch rồi. Mình làm ít. Men nhiều quá thì nó mau nổi, nhưng mà nó chua, sợ nó chua đó các bạn. Mình nhồi nha. Mình có bí đỏ, mình chịu khó mình làm như vậy ăn khỏi ăn cơm. Nó cũng giảm béo nữa. Rồi mình bỏ dầu ăn vô luôn nha các bạn. Mình bỏ khoảng 5g dầu ăn. Rồi mình nhồi nè. Chúng ta nhồi được 10 phút rồi. Nó dẻo mịn lại, nó hết dính tay rồi nè nha các bạn. Nó hết dính tay luôn á. Rồi mình ủ để đây nửa tiếng đi. Nay trời nắng mình ủ nửa tiếng ha. Rồi mình trở lại mình làm tiếp. Lấy đồ đậy lên, lấy cái nắp son đậy lên. Các bạn thấy mình làm cái bí đỏ nó ra cái màu vàng quá đẹp luôn. Các bạn ơi, bây giờ nó nở lên gấp đôi rồi nha các bạn. Nửa tiếng sau, bí đỏ nó nở cái màu đẹp. Bây giờ mình đổ ra nha. Mình đổ ra cái miếng này. Rửa tay nha các bạn. Mình cắt ra.
Bây giờ mình lấy từng miếng bột ra, mình nắn lại nha các bạn. Bỏ nhân vô. Nhân này là nhân phô mai với là ngò rí. Mình ăn giảm béo mà. Mình để qua bên nha các bạn. Mình nắn thành những cái bánh như thế này rồi mình để qua bên đây một lát, mình đem mình nướng. Mình còn phải cho nó lên lên một thời gian nữa nha các bạn, cho nó nở một thời gian nữa. Đây đây. Rồi, chúng ta nắn tiếp. Mình lấy cái bề mặt láng nhất mình để phía dưới. Bánh là bánh dinh dưỡng của người tiểu đường, tim mạch, huyết áp ăn nè các bạn ơi. Mình nắn xong những cái chiếc bánh mì bí đỏ rồi, bây giờ mình xịt nước lên đang mình bỏ mè nha các bạn. Xịt ít nước đang bỏ mè. Mình bỏ thêm cái này ăn cho nó dinh dưỡng. Cho nó không khô mình phải ủ lại một thời gian nữa. Táo nè các bạn. Táo đỏ nó ăn rất tốt cho sức khỏe nha. Thì đây là bánh mì dinh dưỡng, thành ra mình phải mè rang táo đỏ nè, rất là tốt cho sức khỏe đó. Mình để nước lên cho nó không khô bánh nè, mà nó dính với mè nha. Chắc ngon lắm này. Bánh là bánh dinh dưỡng nha các bạn, không có trứng, người ăn chay ăn được đó. Ở trong là nhân phô mai và ngò rí. Bây giờ mình đem lên mình bỏ vô lò nướng, mình ủ thêm 10 phút nữa nha các bạn. Cho cái bánh của mình nó nở ra. Nãy giờ trong quá trình mình làm thì nó cũng nở ra được này nè. Nó phì lên ăn nó mới ngon, nó không cứng. Mình đem chưa nướng đâu, mình đem đó mình để đi, để trong cái lò nướng á.
10 phút nữa rồi mình bắt lò sau. Bây giờ 10 phút trôi qua nó cũng đã nở to rồi. Mình đẩy vô, mình bắt lò lên nha các bạn. Mình bắt 190 độ, lửa trên lửa dưới, trong vòng 30 phút. Bánh mì dinh dưỡng đây.